xin chào quý anh chị nhà đầu tư các quý anh chị ngay tôi nói rõ vậy à? thì tôi hỗ trợ các quý anh chị Xin chào quý anh chị. À, còn 5 phút nữa thì lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu. Quý anh chị nào chưa vào tham gia lớp học thì nhanh chóng vào ổn định chỗ ngồi và đường truyền để tôi có thể hỗ trợ cho các quý anh chị không bị gián đoạn trong thời gian chúng ta tham gia buổi học. Còn 3 phút nữa là lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu. <laughs> à, có quý anh chị nào không thấy màn hình tôi đang chia sẻ hoặc không nghe rõ giọng tôi thì có thể nhắn tin lên một chat giúp tôi để tôi có thể điều chỉnh là âm thanh và đường truyền. Uh, chào bạn Nguyễn Thế Phong, chào bạn Văn Anh, chào anh Long ạ. Còn 2 phút nữa thì lớp học của chúng ta sẽ bắt đầu nha các chị. anh chị. các quý anh chị nào, nhà đầu tư nào ở đây đang tham gia thị trường mà uh, giai đoạn đầu tháng 12 và tháng 11 vừa qua thì có rất nhiều thương vụ tăng trưởng rất là tốt uh, mà tôi đã chia sẻ cho các quý anh chị. Thì uh, ví dụ như là thương vụ của cổ phiếu Tesla, thương vụ của cổ phiếu uh, Pfizer, thương vụ của cổ phiếu Moderna là ba thương vụ chính mà tôi đã hỗ trợ cho các quý anh chị và đạt được tỷ suất sinh lời rất là tốt. Trong thời gian trở lại đây, à, điển hình đó là cổ phiếu Moderna đã tăng trưởng hơn 60 giá trong vòng 4 phiên, đó là những cái tín hiệu cực kỳ đẹp. đây là tập đoàn Moderna đây là cổ phiếu Moderna thì tối phiên giao dịch tối qua cổ phiếu này đã có sự điều chỉnh giá nhà đây là những cái đà tăng trưởng của cổ phiếu này các anh chị có thể thấy ở đây vào giai đoạn ngày À, 20 tháng 11 thì cổ phiếu Moderna chỉ dao động ở mức giá đó là 97 đô trên một cổ phiếu Và sau đó thì tôi đã hỗ trợ cho các quý anh chị à, Thương vụ này rất tuyệt vời khi đã tăng lên vùng giá là 160 đô Là chúng ta đã lợi nhuận được à, hơn 63 đô trên một cổ phiếu Các anh chị nào nắm giữ 1.000 cổ phiếu thời điểm này là các anh chị đã kiếm cho mình được hơn 60.000 đô 60.000 đô là tương đương với khoảng là 1 tỷ rưỡi đấy Đây là thương vụ rất là tốt trong giai đoạn tháng 11 Mà tôi đã hỗ trợ cho các quý anh chị tiếp theo đó là một thương vụ nữa đó là thương vụ cổ phiếu Pfizer đây là tập đoàn về Pfizer cổ phiếu này giá rất là rẻ nhưng mà cũng tăng trưởng rất là đều khi từ vùng giá là 36 đô trên một cổ lên vùng giá 41 trong vòng là à, năm phiên các anh chị có thể thấy là đối với những cái thương vụ cổ phiếu giá rẻ như thế này mà tăng trưởng được 5 đô là một mức giá cực kỳ tuyệt vời để hỗ trợ cho các quý anh chị. Ví dụ như các anh chị chỉ bỏ ra một cái số tiền nhỏ để các anh chị nắm giữ được cổ phiếu. Tôi ví dụ như là các anh chị cổ phiếu Pfizer các anh chị sẽ bỏ ra khoảng tầm 5 000 đô để các anh chị à, mua được 1 000 cổ phiếu. Thì bây giờ à, sau năm phiên nó tăng trưởng năm giá như vậy là các anh chị đã có tỷ suất sinh lợi nhuận được 100%. Đó, đó là những cái tín hiệu vô cùng đẹp à, của thị trường mà thời gian gần đây rất nhiều nhà đầu tư đã kịp thời nắm bắt lớp học của chúng ta còn một phút nữa sẽ bắt đầu nhé các anh chị Có các anh chị nào đặt câu hỏi cho tôi trước khi chúng ta tham gia buổi học mà. Để bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào tham gia buổi học cũng được trồng vạn hơn. Như vậy là bây giờ cũng đã đến thời gian à, à, Chào bạn Tiên Em tham gia lớp học của thầy nhiều lần rồi Thầy giảng rất là hay à, Vâng cảm ơn uh, sự chia sẻ của chị à, Bây giờ thì uh, Chúng ta sẽ đã đến giờ Vào tham gia buổi học à, Tối ngày hôm nay là đúng vào lúc 19h30 phút uh, theo giờ Việt Nam Thì uh, xin chào các quý anh chị nhà đầu tư Đã trở lại với lớp học diễn giả Hàng tháng của tôi Tôi là Đâm Nguyễn Trưởng phòng phân tích chiến lược đầu tư kim giảng viên tài chính chứng khoán. Hiện tại tôi đã đang đã và đang hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường. À, đơn vị broker mời tôi diễn giả ngày hôm nay là sàn giao dịch chứng khoán Decatray. À, Decatray đã tạo điều kiện để tôi và các quý anh chị ngày hôm nay có những cái giây phút trò chuyện cũng như là chia sẻ cùng nhau này. Thì đây là contact của tôi và nội dung tham gia buổi học tối ngày hôm nay của tôi tôi hỗ trợ cho các anh chị đó là chứng khoán quốc tế năm 2020 và cơ hội đầu tư thế kỷ à, đây là contact của tôi Adam Nguyễn à, hôm thư cá nhân Zalo của tôi đó là 0928 637 658. các quý anh chị nào à, muốn liên hệ để tôi hỗ trợ thêm sau buổi học ngày hôm nay thì có thể nhắn tin vào hôm thư riêng của tôi để tôi có thể hỗ trợ các quý anh chị À, thì bây giờ là nội dung buổi học sẽ bắt đầu sau đó khi à, tôi hỗ trợ các anh chị một qua một phần nội dung buổi học thì các anh chị cứ nhắn những cái câu hỏi à, lên một chat giúp tôi thì tôi sẽ xem lại và tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho các anh chị, quý anh chị thì à, đối với buổi học ngày hôm nay thì tôi cũng giới thiệu luôn thì kinh nghiệm à, tôi giới thiệu sơ qua về kinh nghiệm làm việc của mình thì tôi đã tham gia thị trường chứng khoán được à, riêng về thị trường chứng khoán quốc tế thì tôi đã tham gia trong 12 năm. Tôi bắt đầu tham gia 2008 và đi ra qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc, cũng như là có được những cái kinh nghiệm chia sẻ và tôi cũng đủ tự tin để bây giờ tôi có thể đứng ở lớp tôi hỗ trợ uh, diễn giả cho các anh quý anh chị ngày hôm nay. Thì nội dung uh, của buổi học ngày hôm nay gồm có 3 phần, đó là đầu tư chứng khoán là gì thứ hai đó là thời điểm vàng để đầu tư sinh lời và thứ ba là những thương vụ đáng để đầu tư và phần ba này là cũng là cái phần học mong chờ nhất mà các quý anh chị à, đang tham gia thị trường à, có thể kịp thời nắm bắt theo những cái chiến lược tôi chia sẻ thì à, đầu tiên đó là tổng quan về thị trường thì thị trường chứng khoán ở đây tôi hỗ trợ cho các anh chị thì các anh chị đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường ấy thì các anh chị thường có những cái uh, ý, nghĩ trừu tự về chứng khoán các anh chị có thể thấy là thị trường chứng khoán nghe thì rất là trừu tự nhưng mà thực chất thì nó rất là đơn giản thôi thị trường chứng khoán sàn giao dịch chứng khoán ở đây nó giống như một cái chợ thôi một cái chợ các anh hiểu các anh chị cứ hiểu đó là một cái chợ và hàng ngày ở trên chợ thì sẽ có những người mua và người bán với nhau và tài sản của chợ các anh chị đi chợ sẽ là tôm cá thịt rau còn tài sản của thị trường chứng khoán nó sẽ thay vào đó bằng những cái sản phẩm như là cổ phiếu à, forex chỉ số hàng hóa vàng giàu đó là những cái tài sản và hàng ngày ở trên chợ sẽ có một phe mua và một phe bán người ta sẽ mua bán giao dịch các loại tài sản với nhau để kiếm lời lợi nhuận trên lệch các anh chị hiểu mà rất là dễ hiểu đúng không ạ à, thì đối với thị trường này thì đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì tôi thường hướng các nhà đầu tư là tham gia về cổ phiếu vì thứ nhất là cổ phiếu an toàn và dễ đầu tư thứ hai nữa là đối với những nhà đầu tư lướt sóng thì hàng ngày chúng ta có thể giao dịch thêm tiền tệ và vàng để chúng ta kiếm lợi nhuận hàng ngày Đó là ok còn những anh chị nào bạn về giờ hành chính hay là à, à, thời gian rảnh không nhiều thì các anh chị có thể là à, đầu tư về cổ phiếu rất là ok đây à, đối với thị trường giao dịch chứng khoán hiện tại ở mỹ thì có hơn 400 mã cổ phiếu và các anh chị biết rằng cổ phiếu ở đây thì nó cũng đơn giản thôi nó giống như là các anh chị đã bao giờ lên sàn giao dịch bất động sản vậy các anh chị lên sàn giao dịch bất động sản thì ở trên sàn giao dịch bất động sản sẽ có những cái lô đất ở vị thế đẹp và có những uh, giá cả khác nhau thì ở thị trường chứng khoán cũng vậy ở trên này thì cổ phiếu thì có hơn 400 mã cổ phiếu và các anh chị hàng ngày sẽ mua bán lựa chọn cho mình những cái tập đoàn hay là những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai thì các anh chị mua vào để kiếm lợi nhuận rất là đơn giản thôi và khi ví dụ như là các anh chị mua cổ phiếu này ở giá 100 đô các anh chị mua một cổ thì sau này cổ phiếu này nó lên 150 đô thì các anh chị bán ra cho một nhà đầu tư khác để các anh chị kiếm lời như vậy là các anh chị cũng có lợi nhuận được 50 đô đúng không ạ à, thì hiện tại thì sàn giao dịch chứng khoán Decatray có hơn 12 năm kinh nghiệm trên toàn thế giới và về Việt Nam được 6 năm nay được liên đoàn chứng khoán quốc tế cấp phép hoạt động thì tiềm lực của À, tài chính của sàn giao dịch chứng khoán DecaTrade rất là mạnh để đưa đến các giới nhà đầu tư có các bộ công cụ và tài sản thị trường à, hoàn thiện để hỗ trợ cho các quý anh chị đầu tư kiếm lời. Đó, hiện tại thì DecaTrade đang nằm trong top những nhà môi giới toàn cầu và hôm nay thì DecaTrade cũng mời tôi về để tôi có thể hỗ trợ chia sẻ cho các anh chị những cái kinh nghiệm về thị trường trong buổi tối ngày hôm nay và tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các quý anh chị. À, đối với thị trường giao dịch chứng khoán thì à, chúng ta có thể biết đấy nó là thị trường giao dịch chứng khoán trong nước và thị trường giao dịch chứng khoán ngoài nước thì tôi cũng có thể chia sẻ với các anh chị một chút về thị trường chứng khoán trong nước thì à, đối với thị trường chứng khoán trong nước thì các anh chị cũng biết đó là việt nam mình là thiên đường về thuế rồi đúng không ạ thì các anh chị đầu tư chứng khoán trong nước các anh chị phải đóng rất là nhiều loại thuế ví dụ như là thuế thu nhập cá nhân đó thuế cổ tức hay là thuế và uh, phí mua, phí bán và giao động thì uh, khi các anh chị đầu tư thị trường chứng khoán trong nước, các anh chị kiếm lợi thì chúng ta sẽ mất đi khoảng là 55% phí và thuế. Sau khi các anh chị đặt lợi nhuận, thì đây là một cái uh, rất là bất cập cho những nhà đầu tư uh, chứng khoán hiện tại. Còn đối với thị trường chứng khoán quốc tế thì các anh chị cũng biết đó, thì thị trường chứng khoán quốc tế đầu tư ở thứ nhất là mình chúng ta đầu tư ở nước ngoài nên chúng ta không phải đóng thuế, rất là ok để các anh chị có thể đầu tư kiếm lời. Uh, ở đây thì thị trường chứng khoán quốc, quốc tế nó có một cái khác nữa đó là nó có tính hai chiều. Hai chiều ở đây có nghĩa là thêm một cái chiều bán khống nữa. Ở đây có quý anh chị nào nghe về bán khống vậy Bán khống ở đây có nghĩa là ví dụ như chiều thứ nhất là chiều buy, chiều buy có nghĩa là các anh chị mua 100 à, cổ phiếu ở giá 100 đô. Sau khi nó tăng lên 150 đô các anh chị bán ra thì cái chị lợi nhuận được 50 đô đúng không ạ? Đó, đó là chiều thứ nhất. Đây là À, có thể nói là chiều mua truyền thống và chiều thứ hai là chiều về bán khống. Bán khống ở đây có nghĩa là khi giá của một cổ phiếu đang ở nằm ở riêng đỉnh và các anh chị nhận định rằng thì cổ phiếu này nó sẽ giảm trong tương lai do những cái tin tức xấu ảnh hưởng khách quan đến giá trị của tài sản và cổ phiếu này nó sẽ giảm từ 150 đô xuống còn 100 đô thì các anh chị có thể đặt một cái lệnh bán khống thì khi cổ phiếu từ 150 đô nó giảm xuống 100 đô thì các anh chị bán khống thì các anh chị sẽ lợi nhuận như chiều bay có nghĩa là các anh chị sẽ lợi nhuận được 50 đô, rất là đơn giản, đúng không ạ? Thì lý do tại sao chúng ta được bán khống ở đây? Bán khống ở đây giống như việc đó là các anh chị sẽ mượn à, ví dụ như tôi nói à, thời điểm à, tháng 8 thì có thời điểm là vàng trong nước của Việt Nam mình tăng lên 6 triệu đồng một chỉ hay là còn gọi là cơn sốt vàng, đúng không ạ? Các anh chị à đang thấy là vàng hiện tại đang bị sốt và tương lai của vàng thì nó không thể ở mãi ở giá 6 triệu mà nó sẽ giảm về cái mốc 5 triệu như ban đầu thì các anh chị có thể bây giờ trong tay của anh chị không có vàng nhưng mà bạn bè của các anh chị các anh chị có một người bạn họ có một chỉ vàng thì bây giờ các anh chị sẽ mượn người bạn đó các anh chị sẽ mượn người bạn đó chỉ vàng đó các anh chị đem ra tiệm vàng các anh chị bán ở thời điểm là cổ phiếu uh, giá vàng là 6 triệu đồng thì khi vàng 6 triệu đồng các anh chị bán ra là có phải là các anh chị thu 6 triệu về đúng không ạ đúng không ạ thì khi giá vàng hồi xuống móc 5 triệu đúng như các anh chị dự đoán thì bây giờ các anh chị lại đem 6 triệu đồng đó các anh chị ra tiệm vàng mua lại một chỉ vàng kia ở giá 5 triệu các anh chị đem trả lại cho bạn của các anh chị thì như vậy thì bạn của các anh chị vừa không mắc vàng đúng không ạ một chỉ vàng vẫn còn nguyên nhưng còn các anh chị thì sao ạ các anh chị có lợi nhuận được 1 triệu đồng, có nghĩa là các anh chị bán ở giá 6 triệu và mua lại ở giá 5 triệu các anh chị lời được một triệu, đó là về tính bán khống thì quay lại với thị trường chứng khoán quốc tế thì ở đây tính bán khống cũng như vậy và các anh chị bán khống cổ phiếu ở đây chính là các anh chị mượn của sàn giao dịch thì đối với những cái sàn giao dịch uh, chứng khoán trên thế giới thì tại mỗi sàn giao dịch chứng khoán đều có sẵn một lượng cổ phiếu uh, sàn đang nắm giữ để hỗ trợ cho các nhà đầu tư tham gia tại sàn được mua bán cổ phiếu thời và nhanh chóng các anh chị ạ, hiểu không ạ? Đó, đó là lý do vì sao các anh chị nên lựa chọn cho mình những sàn giao dịch chứng khoán có tiềm lực tài chính mạnh, vì tại đó họ có thể là nắm giữ được rất nhiều cổ phiếu hay là rất nhiều tài sản để các anh chị có thể bán không? Rất là đơn giản. Thì vô hình trong các anh chị thấy ở đây đó là thị trường à, giao dịch chứng khoán, à, đó là có cái tính hai chiều rất là đẹp. Đó là khi cổ phiếu tăng các anh chị cũng có thể mua để kiếm lời và khi cổ phiếu giảm các anh chị cũng có thể bán khống để kiếm lời ở đây chúng ta sẽ là mua bán uh, uh, cả năm đúng không ạ uh, không giống với thị trường chứng khoán Việt Nam thì các anh chị phải gồng à, uh, ví dụ như là thị trường Việt Nam thì chúng ta thường có những cái cao ví dụ như là 6, 6 tháng tăng trưởng và 6 tháng gồng lỗ có nghĩa là 6 tháng đầu năm của thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam thì thường là tăng trưởng rất là uh, nhẹ đó. nhưng mà khi mà cổ phiếu nó giảm mà các anh chị chưa kịp thời bán ra thì có nghĩa là các anh chị phải gồng lỗ các anh chị phải gồng lỗ lại các anh chị giữ một là các anh chị bán lỗ hai là các anh chị giữ đợi đến cổ phiếu nó tăng lại như vậy nó sẽ tốn thời gian của anh chị rất là lâu đúng không ạ còn đối với thị trường chứng khoán quốc tế thêm một đặc điểm ưu điểm nữa đó là về tính thanh khoản tính thanh khoản của thị trường chứng khoán quốc tế ở đây là các anh chị cứ hình dung đi thị trường chứng khoán quốc tế là một cái chợ lớn thị trường chứng khoán Việt Nam là một cái chợ nhỏ. Thì đối với một cái chợ nhỏ và một cái chợ lớn chúng ta nghe chúng ta cũng biết được cái đặc điểm của nó khác nhau rồi. Đó đơn giản ở đó là cái chợ nhỏ thì ít người mua bán, còn cái chợ lớn thì rất đông người mua bán trên toàn thế giới tham gia. Thì ước tính tại thị trường chứng khoán Mỹ đang có khoảng hơn 800 triệu nhà đầu tư tham gia thị trường. Đó. Các anh chị có thể thấy. À, thì các anh chị cứ nghĩ đi, à, chúng ta mua cổ phiếu về thì khi chúng ta muốn thanh khoản về tiền mặt thì phải có chúng ta bán ra phải có người mua cho các quý anh chị đúng không ạ thì ở đây thị trường chứng khoán quốc tế trong từng phút từng giây đều có người giao dịch mua bán với nhau thành ra khi chúng ta đặt lệnh bán cổ phiếu hay là còn gọi là chốt lời thì lập tức sẽ có những nhà đầu tư ở một nơi nào đó mua cho các quý anh chị thành ra là thị, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán quốc tế là rơi vào khoảng 0,15 đến 1 giây có nghĩa là trong vòng một giây các anh chị sẽ bán được cổ phiếu luôn rất là ok và thành khoản về tiền mặt. đó. một yếu tố thứ ba nữa của thị, thị trường này đó là về tính minh bạch đối với tính minh bạch của thị trường giao dịch chứng khoán quốc tế thì các anh chị cũng thấy đó là thị trường giao dịch chứng khoán Mỹ đã tồn tại từ cuối thế kỷ 20 bắt đầu từ cuối thế kỷ 20 là cũng trải qua được hàng trăm năm kinh nghiệm rồi hàng trăm năm mà các anh chị thấy rằng là một thị trường hay một kênh đầu tư đã tồn tại được cả hàng trăm năm thì đó là một phải là một kênh đầu tư vô cùng minh bạch, an toàn và có một lượng nhà đầu tư vô cùng trung thành đúng không ạ? So với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chỉ mới ra đời hơn 20 năm thôi. Đó. Còn tiếp theo nữa đó là về thời gian giao dịch. Đối với thời gian giao dịch thì à, à, hiện tại chúng ta giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế gồm có hai à, loại đó là cổ phiếu châu Âu và cổ phiếu châu Mỹ cổ phiếu châu Âu thì chúng ta sẽ giao dịch theo giờ buổi chiều theo giờ hành chính Việt Nam đó là từ lúc 3 giờ 5 phút chiều cho đến 11 giờ tối còn đối với cổ phiếu châu Mỹ là chúng ta sẽ giao dịch vào ban đêm là từ 9 giờ 35 phút tối đến 4 giờ sáng hôm sau thì các anh chị có thể thấy ở đây đó là ban ngày ở bên nước ngoài thì ban đêm ở Việt Nam đơn giản như vậy thôi vì lệch múi giờ thì đây cũng là một cái điều kiện vô cùng tốt để các nhà đầu tư tham gia thị trường À, bằng rộng thời gian hành chính có thể vào giao dịch tại thị trường mà không làm ảnh hưởng đến công việc các anh chị có thể mua bán và kiếm lợi nhuận đó và ban ngày chúng ta có thể vừa đi làm vừa đọc tin tức về thị trường và ban đêm chúng ta có thể vào đầu tư kiếm lợi nhuận hiệu quả à, tiếp theo phần thứ năm nữa đó là về phần mềm giao dịch để chúng ta giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán quốc tế thì à, các anh chị à, đầu tiên sẽ là mở tài khoản giao dịch chứng khoán chính chủ của mình các anh chị nhớ dùm tôi là phải chính chủ nha các anh chị à, tiếp theo nữa các anh chị sẽ tải và cài đặt phần mềm giao dịch ở đây chúng ta gọi là phần mềm MetaTrader 4 à, bước thứ ba là chúng ta sẽ nạp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của anh chị để quy đổi từ tiền việt qua tiền đô vì các anh chị cũng biết chúng ta giao dịch thị trường chứng khoán mỹ là chúng ta sẽ đầu tư theo tiền tệ của mỹ đó là đầu tư theo tiền đô nên chúng ta nạp tiền vào tài khoản giao dịch sẽ quy đổi từ tiền việt qua tiền đô để các anh chị tiến hành giao dịch đó, thì tôi có thể giới thiệu qua à, cho các anh chị về à, phần mềm giao dịch MetaTrader 4 à, MetaTrader 4 thì ở đây phần mềm giao dịch các anh chị có thể tải về à, điện thoại hoặc là laptop à, để các anh chị giao dịch cho hiệu quả ví dụ như tôi thì tôi cũng vừa tải trên cả hai bộ công cụ nhưng mà chúng ta ban đêm chúng ta giao dịch bằng à, điện thoại sẽ tiện ít hơn đây là phần mềm MetaTrader 4 của tôi đây là tài khoản riêng nhé các anh chị thì ở đây, đây là à, thanh công cụ giá. Ở đây có rất nhiều sản phẩm tại thị trường. Ví dụ như các anh chị có thể thấy ở đây đó là cổ phiếu. Đây là những mã cổ phiếu trên thị trường. Các anh chị giao dịch mã cổ phiếu nào, các anh chị có thể à, lấy mã cổ phiếu ra để xem. Đó, ở đây chúng ta có cổ phiếu Apple, cổ phiếu Abos cổ phiếu Adobe, cổ phiếu Adidas. Rất nhiều cổ phiếu trên thị trường. Hơn 400 mã cổ phiếu trên thị trường nha các anh chị. Đầy đủ các tài sản giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế mà các anh chị có thể đầu tư để kiếm lợi nhuận à, và các anh chị có thể thấy ở đây là rất nhiều tập đoàn các anh chị thấy quang không ạ à? ở đây là tập đoàn Boeing này, máy bay Boeing hay là tập đoàn Caterpillar là về xây dựng à, tập đoàn Colgate, kem đánh răng rất là nhiều cổ phiếu các anh chị có thể thấy là những cổ phiếu quốc tế nó không quá xa vời với người đầu tư Việt Nam không quá xa vời với nhà đầu tư Việt Nam vì sao những sản phẩm của những tập đoàn này các anh chị đang sở hữu ví dụ như hãng máy bay Boeing tôi không cần nói đâu, Caterpillar thì à, các anh chị nào làm trong trong ngành xây dựng có thể biết đến những cái sản phẩm của tập đoàn này, đó hoặc là à, những mã như Walt Disney, Walt Disney đó là hãng phim hoạt hình à, dành cho thiếu nhi, hay là cổ phiếu Facebook này, các anh chị nào chắc ở đây các anh chị không có anh chị nào không dùng Facebook đúng không ạ, thì cũng có cổ phiếu của tập đoàn Facebook rất đơn giản thôi, đó, à, đây là phần mềm du dịch các anh chị xem mà các anh chị lấy À, cổ phiếu ra ở đây là tài khoản giao dịch của tôi à, số dư tài khoản giao dịch của tôi đang là 133.000 ba à, và tài sản của tôi hiện tại đang nắm giữ ở đây là những cái lệnh tôi đang còn đang nắm giữ này. Đó, tôi đang nắm giữ uh, bán khống cổ phiếu Tesla à, chúng tôi còn mua thêm cổ phiếu Vliz và cổ phiếu Boeing này đây là những cái thương vụ uh, mà tôi đang nắm giữ uh, đầy tiềm năng thời điểm hiện tại À, nên một tài sản này sẽ bằng là cái mục số dư, có nghĩa là ở đây tôi có 133.000 đô và tôi có thể thanh khoản, đây là giá trị tiền của tôi. Còn tài sản sẽ bằng tiền mặt của tôi cộng với giá trị của cổ phiếu tôi đang nắm giữ. Ở đây là tôi đang lợi nhuận 16.356 đô là à, các giá trị tài sản trong tài khoản của tôi là quy đổi tương đương với lại lợi nhuận là 16.356 đô cộng vào với số dư thì tôi đang có tổng tài sản đó là 149.000 rồi vô khoảng là à, hơn 3 tỷ đó đó là à, đôi chút về à, mua bán các anh chị ở đây có thể thấy là đây là cổ phiếu Boeing đây là mã cổ phiếu Boeing tôi có thể đặt mua cổ phiếu Boeing khoảng 500 cổ đó tôi có thể đặt lệnh mua à, nếu như các anh chị mua thì các anh chị bấm vào đây để mua thôi đó nhưng mà thị trường bây giờ đang đóng cửa nha anh chị 9 giờ 35 phút tối thì à, thị trường cổ phiếu Mỹ mới mở cửa nên chúng ta mới tiến hành giao dịch được và trên thị trường này có rất nhiều mã để các anh chị mua bán kiếm lời đó thì rất là đơn giản đúng không ạ khi các anh chị mua thì lập tức cổ phiếu của các anh chị được mua nó sẽ nhảy về một giao dịch ở đây đó. nhảy về một giao dịch ở đây và có hiện lệnh ở đây à, gồm là mua cổ phiếu gì ở giá bao nhiêu à, lợi nhuận Chúng ta đang có tương ứng với cổ phiếu tăng trưởng bao nhiêu. Rất đơn giản và khi các anh chị muốn bán ra thì các anh chị chỉ việc chốt lời thôi. Đây là, các anh chị bấm vào đây là bán ra. Hoặc là các anh chị có thể thao tác trên điện thoại thì sẽ dễ xem hơn rất là nhiều. Ở trên điện thoại rất là dễ dùng. Các anh chị nào muốn à, được tư vấn rõ hơn về phòng làm giao dịch thì các anh chị có thể liên hệ cho bạn support hỗ trợ riêng của mình. Vì đây là công việc của các bạn. À, các anh chị có thể liên hệ các bạn support hỗ trợ để các bạn ấy có thể hướng dẫn và hỗ trợ các anh chị tận tình giao dịch trên điện thoại thì nó rất là đơn giản hơn à, còn tôi thì tôi thông thường tôi giao dịch rất là nhiều sản phẩm nên tôi sẽ sử dụng laptop để chúng để tôi có thể theo dõi được đầy đủ à, có quý anh chị nào thắc mắc không ạ có câu hỏi gì đặt cho tôi về thị trường không tôi có thể giải thích cho các anh chị thêm hôm nay chuyên gia chia sẻ thương vụ gì thế ạ À, thì à, cuối phần 3 của à, lớp học ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những cái thương vụ tiềm năng trong giai đoạn này để à, tôi hỗ trợ cho mình à, nhé chị ta à, dạo này đầu tư cổ phiếu ổn hơn hay là forex ổn hơn chuyên gia nhỉ à, thì thị trường cuối năm thị trường giao dịch cuối năm thì chúng ta sẽ đầu tư cổ phiếu vì các anh chị cũng biết đó là thị trường cuối năm tại à, Mỹ xu hướng tăng trưởng đều rất là mạnh cộng thêm vào đó là những cái tín hiệu cực kỳ tốt về thị trường ví dụ như là Mỹ bầu cử tổng thống mới hay là những vaccine à, phòng chống dịch bệnh Corona đã được à, bán ra và chở đi toàn thế giới để chữa để tiêm phòng cho những à, người dân ở trên toàn thế giới và cũng như là những cái cổ phiếu hay là những cái sản phẩm về thuốc điều trị cũng được bài bán nên chúng ta cũng có những cái niềm tin à, đang thế giới đã vượt qua được cơn đại dịch chào bạn Long. Uh, là giá giảm vẫn có lời đúng không chuyên gia đúng rồi anh. ví dụ như chúng ta khi chúng ta nhận định rằng giá cổ phiếu nó giảm thì chúng ta cũng có thể đặt một cái lệnh bán khống như tôi là tôi đã ở đây đây tôi đang đặt lệnh bán khống cổ phiếu Tesla. tôi ở đây tôi bán khống 2.500 cổ và lợi nhuận của tôi ở bên này là lợi nhuận rất là cao. giá giảm tôi vẫn có lời và bây giờ nếu như tôi thanh khoản ra thì tôi vẫn nhận được cái tiền mặt trả về tài khoản của mình. Nên các anh chị yên tâm làm việc là khi thị trường tăng hay giảm Chúng ta đều có lời hết Miễn sao Chúng ta đi đúng với xu hướng của thị trường là được à, Chào anh Hải Nam à. <laughs> Bạn Tiên 133.000 là bao nhiêu tiền Việt tại bác <laughs> Cái này các chị à, à, Rơi vào khoảng tầm à, 3 tỷ Nếu như tôi thanh khoản à, cổ phiếu của tôi ra Thì tôi có hơn à, 3 tỷ thì Thực ra thì trước kia tôi đầu tư tài khoản là 100 À, ngàn đô là rơi vào khoảng 2 tỷ ba. Đó sau đó thì tôi đầu tư có lợi nhuận thì hàng tháng tôi thường rút tiền lãi đầu tư để tôi à, có thể xoay vòng vốn những cái kênh kinh doanh khác của tôi. Vì cũng thú thật với các anh chị là ngoài đầu tư chứng khoán quốc tế thì tôi còn có đầu tư à, à, về năng lượng điện mặt trời, nhà máy sản xuất năng lượng điện mặt trời và trước thì tôi cũng có đầu tư một ít về bất động sản nhưng mà giai đoạn này thì tôi không đầu tư về bất động sản nữa. Vì bất động sản bây giờ là À, không còn là kênh đầu tư để giữ chăng dòng tiền tốt nữa mà tôi thay vào đó tôi sẽ đầu tư chứng khoán sẽ ok rất là nhiều thứ nhất là vốn đầu tư không quá cao so với chúng ta giao dịch những cái đô đất bất động sản khoảng một vài lô à, tầm khoảng dăm tỷ à, đó nhưng mà nó lại có một cái đó là thị trường chứng khoán à, bất động sản bây giờ không có đó là về tính thanh khoản chúng ta mua bán rất là kém khó à, còn đối với thị trường chứng khoán thì tôi có thể thanh khoản tiền mặt bất cứ lúc nào em được bạn xe tư vấn cổ phiếu Boeing chuyên gia nó rõ về kế hoạch đầu tư cổ phiếu nào được à, thì đối với cổ hãng cổ phiếu máy Boeing thì một lát nữa tôi sẽ tư vấn hỗ trợ cho các anh chị à, bạn Minh Dũng nói là tôi chưa biết nhiều về thị trường nên còn nhiều lo ngại dòng tiền và vốn rút vốn thì ở đây các anh chị có thể thấy đó là các anh chị có thể uh, đầu tư nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình sau đó khi các anh chị uh, thanh khoản thành tiền mặt ví dụ như ở đây là tôi đang có 133.000 đô Tôi muốn rút ra thì tôi chỉ việc đăng nhập tài khoản của tôi lên trang chủ của xa Và tôi đặt một ngân hàng Và các anh chị nhớ là ngân hàng chúng ta rút tiền về phải là ngân hàng chính chủ của chúng ta nha anh chị Nên các anh chị không cần phải lo về việc là ai vào tài khoản của giao dịch của các anh chị để rút tiền Vì cho dù rút về một cái ngân hàng không đúng tên của các anh chị Thì à, cũng là rút của không thành công nên chỉ có các anh chị là được rút tiền của mình về tài khoản giao dịch thôi. Sau đó các anh chị đặt lệnh rút thì trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì tiền đô ở đây sẽ quy đổi ra tiền Việt và chảy về tài khoản ngân hàng, hàng của mình. Chuyên gia cho hỏi mức đầu tư tối thiểu là bao nhiêu vậy vậy? Thì đối với thị trường giao dịch chứng khoán thì không có mức đầu tư tối đa và mức đầu tư tối thiểu. Các anh chị đầu tư nhiều thì chúng ta sẽ mua bán được nhiều sản phẩm ví dụ như các anh chị ở đây có thể thấy tôi có hơn 100 000 đô thì tôi nắm giữ rất là nhiều cổ phiếu trên đài nhưng mà nếu như các anh chị có mức đầu tư thấp hơn thì chúng ta phải chấp nhận một điều đó là à, tỷ suất sinh lời của chúng ta sẽ thấp hơn do chúng ta nuôi mua cổ phiếu ví dụ 100 000 đô tôi ở đây tôi à, lướt sóng 2 ngàn rưỡi của Tesla các anh chị đầu tư vẫn ok nhưng mà nếu như các anh chị đầu tư ít hơn thì các anh chị không thể đòi hỏi việc chúng ta sẽ nắm giữ được những cái cổ phiếu này đúng rồi các anh chị đầu tư được những cái cổ phiếu này và lợi nhuận như thế này được vì À, chúng ta không có đủ tiền để mua 10.000 đô mua được 1.000 cổ phiếu Boeing không ạ Thì 10.000 đô chúng ta sẽ mua được khoảng 500 cổ anh chị à, Sau đó là bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục quay lại Trở lại với nội dung lớp học ngày tối ngày hôm nay à, Mà tôi hỗ trợ cho các quý anh chị À <laughs> À, đầu tư, góc đầu tư tư duy và phương pháp đầu tư. Thì ở đây chúng ta có những cái phương pháp đầu tư thứ nhất đó là đầu tư dài hạn. À, thứ hai đầu tư trung hạn và thứ ba đó là đầu tư ngắn hạn. Đầu tư ngắn hạn có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư giao dịch lướt sóng trong phiên hoặc là trong vài một vài phiên hay chúng ta còn gọi là day trading. Đấy, day trading thì có nghĩa là chúng ta sẽ mua bán thành khoản À, tài sản trong thời gian ngắn có nghĩa là các anh chị sẽ nắm khoảng giữ khoảng 5 đến 7 phiên đầu tư trung hạn ở đây các anh chị sẽ nắm giữ các tài sản lên tính bằng tháng bằng tháng có nghĩa là các anh chị sẽ mua những cái cổ phiếu và tiềm năng tăng trưởng của nó là một tháng hai tháng à, thậm chí là ba tháng để các anh chị nắm giữ còn đầu tư dài hạn chúng ta sẽ tính theo con số là năm ở đây thì tôi khuyên các nhà đầu tư à, à, đầu tư cho mình thì cần có những cái tư duy về đầu tư dài hạn đầu tư dài hạn luôn luôn đem đến một cái tỷ suất sinh lời cao và cũng như là cho thấy sự an toàn trong việc chúng ta nắm giữ các loại tài sản vì đối với những cái tài sản chúng ta nắm giữ à, các anh chị cứ nghĩ đi nếu như ngày xưa các anh chị mua chỉ vàng ở giá là một triệu hai đồng một chỉ thì bây giờ các anh chị giá tăng các anh chị nắm giữ qua tám 8 đến 10 năm tăng lên vùng giá 6 triệu các anh chị có thể thấy là các anh chị đã lãi lợi nhuận được 5 triệu 8 đúng không ạ năm triệu tám mà các anh chị mua một cây vàng thôi các anh chị cũng lợi nhuận được 58 triệu rất là đơn giản đúng không ạ tỷ suất sinh lời gấp lên gấp đến hàng trăm lần so với ban đầu hoặc là à, điển hình là tôi có thể hỗ trợ cho các anh chị về cổ phiếu mới lên sàn năm 2008 mà tôi tham gia đó là thời điểm đó là cổ phiếu Mastercard cổ phiếu Mastercard là cổ phiếu của du lịch đấy à, hay là à, à, các anh chị có thể thấy là cổ phiếu Mastercard là thời điểm đó là chỉ lên sàn chỉ có khoảng là ba đô trên một cổ và bây giờ các anh chị biết rằng là cổ phiếu Mastercard đã tăng lên hơn 350 đô sau 12 năm. Các anh chị có thể thấy rằng đó là tôi có thể mở cho các anh chị về cổ phiếu Mastercard luôn. Đây, đại cổ phiếu tập đoàn Mastercard. Thì à, hiện giờ cổ phiếu này đang được niêm yết trên sàn này. Các anh chị có thể thấy là các anh chị mua thời điểm đó 3 đô đi một cổ phiếu. Nhưng bây giờ nó dao động là khoảng 336 đô. Các anh chị nắm giữ thì các anh chị cũng lợi nhuận con số ban đầu nó chỉ bằng một con số lẻ nó chưa bằng một con số lẻ của thời điểm hiện tại các anh chị lợi dụng hơn 330 đô trên một cổ phiếu mà để các anh chị nắm giữ 10.000 cổ phiếu Mastercard thời điểm 3 đô thì các anh chị chỉ bỏ ra khoảng đó là 10.000 thì các anh chị chỉ bỏ với giá 3 đô các anh chị bỏ khoảng 10 đến 20.000 đô thôi bây giờ các anh chị thái cổ phiếu này nó tăng hơn 330 giá mà các anh chị nhân với 10.000 cổ phiếu đi có phải là các anh chị đã có hơn 3 triệu 3,3 triệu đô không đúng không đó là tỷ suất sinh lợi và những cái tư tưởng đầu tư già các anh chị nắm giữ càng lâu thì các anh chị có lợi nhuận càng cao rất là đơn giản đó quay tiếp tục lấy buổi học ngày hôm nay à, à, về phần mềm giao dịch và đây là nguyên tắc giao dịch thì có những cái nguyên tắc giao dịch khi chúng ta tham gia thị trường gồm có bốn nguyên tắc mà tôi đặt liệt kê ra đây. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ chọn đúng thời điểm để vào lệnh và tham gia thị trường. Thứ hai là chúng ta sẽ chọn mã sản phẩm để chúng ta giao dịch kiếm lời. Thứ ba là chúng ta sẽ quản trị tâm lý. Và thứ tư chúng ta sẽ quản trị vốn. Đối với quản trị tâm lý thì tôi khuyên các anh chị nhà đầu tư chúng ta cần có những, à, thông thường thì những nhà đầu tư chiến thắng trên thị trường giao dịch chứng khoán là những người có tâm lý giao dịch vững chắc hay là còn gọi là tinh thần thế. Đó và tôi thường thường À, tôi thường đùa với các quý anh chị nhà đầu tư đó là đôi khi chúng ta cần phải là dội một cái áo nước lạnh hoặc là khi chúng ta có một cái đầu nóng thì chúng ta nên ngồi dưới một cái máy điều hòa <laughs> chúng ta có thể đưa đầu vào đó để chúng ta có được cái đầu lạnh hơn và vâng. nguyên tắc thứ tư ở đây đó là về quản trị vốn quản trị vốn ở đây là chúng ta sẽ quản trị cái tài khoản giao dịch của chúng ta theo một mức vốn vừa phải mua bán à, giao dịch sao cho À, chúng ta có thể liệt kê được à, những cái tỷ suất sinh lời nó phù hợp với tài khoản du của mình có nghĩa là mua bán trong một cái mức độ an toàn vì các anh chị cũng thấy rằng là nếu như các anh chị là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì các anh chị có thể lựa chọn cho mình một đội ngũ chuyên viên hoặc là đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho các anh chị tham gia thị trường tốt hơn thông qua những người môi giới có nghĩa là họ sẽ hỗ trợ các anh chị những chiến lược à, các anh chị đầu tư kiếm lợi nhuận và sau đó khi các anh chị có lợi nhuận thì họ sẽ có một phần hoa hồng trên cái lợi nhuận của các anh chị rất là đơn giản. Thì sàn như chứng khoán DK Trade hiện tại đang có đội ngũ chuyên gia và đội ngũ chuyên viên tư vấn hỗ trợ các khách hàng rất là lâu năm. Có nghĩa là khi họ hàng ngày họ sẽ đưa đến cho các anh chị những cái lý do và những cái thương vụ tiềm năng để các anh chị đầu tư. Và các anh chị mua bán thì các anh chị có thể kiếm lợi nhuận cho mình. Và khi các anh chị có lợi nhuận thì họ sẽ có hồng trên 5% trên cái lợi nhuận của các anh chị. Rất là đơn giản đúng không ạ? À? Các anh chị vừa tiết kiệm được thời gian, vừa có thời gian để các anh chị lo công việc À, hoặc là nghề tay phải của mình Và đầu tư chứng khoán như một nghề tay trái Và trước tiên khi chúng ta đầu tư tham gia thị trường Thì chúng ta cần có niềm tin vào nhau Chúng ta cùng đầu tư kiếm lợi nhuận Đó Đó là về những cái nguyên tắc đầu tư <laughs> Thì à, Đến phần thứ hai của nội dung buổi học ngày hôm nay Mà tôi hỗ trợ cho các quý anh chị Đó là về à, Các anh chị có thấy rằng là thế giới Năm 2020 đã trải qua một cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu Đó là đại dịch COVID-19 à, gây đến rất nhiều thực hại cho à, không chỉ nước Việt Nam của chúng ta mà toàn thế giới thì ở đây thì tôi có thể so sánh với các anh chị thời điểm tôi ngồi ở đây để tôi diễn giải cho các anh chị cũng chính là cái thời điểm tôi bước chân vào thị trường chứng khoán năm 2008 khi thế giới năm 2008 là đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính à, có thể nói là thảm họa kinh tế lớn nhất kể từ đại suy thái đại suy thoái à, 1929 đúng không ạ các anh chị nào ở độ tuổi trung niên thì chúng ta có thể biết đến cái cuộc khủng hoảng tài chính này nó cũng ảnh hưởng đến à, Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam rất là nhiều nguyên nhân xuất phát từ việc khủng hoảng này đó là từ việc bong bóng giá nhà được hình thành từ năm 2006 vỡ tung đó là thời điểm đó chúng ta à, người ta à, các ngân hàng họ cho vay quá nhiều và tạo nay những cái đóng nợ nợ 6 khổng lồ đánh sập các hoạt động của các nhà băng vốn đang ôm nhiều khoản vay để được thế chấp bằng bất động sản. À, trên hình ảnh ở đây đó chính là sự sụp đổ của ngân hàng à, tài chính lớn nhất thời điểm bây giờ đó là ngân hàng Lehman Brothers Browser à, với hệ thống ngân hàng 500 tỷ đô bốc hơi. nó kéo theo những cái hệ lụy to lớn. ví dụ như chỉ số Dow Jones à, giảm từ mốc à, 13.500 điểm xuống còn à, 7.500 điểm. Đây có thể nói là 8 ngày lịch sử đang tối của thị trường chứng khoán Mỹ năm 2008. Các anh chị thì thấy có thể thấy là từ ngày 1 tháng 2 năm 2008 đến ngày 12 tháng 22 à, uh, ngày ngày 22 tháng 12 năm uh, 2008 thì đã khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số Dow Jones có nghĩa là chỉ số ngành công nghiệp hóa của Mỹ đó là từ 13.500 điểm rớt xuống còn 7.500 điểm là một cái tổn thất vô cùng nặng nề. Đó, là rất gần như là 45 phần trăm là và hầu hết là 80 phần trăm mã cổ phiếu trên thị trường bị bốc hơi nhưng mà nếu như các anh chị biết rằng đó là thời điểm ngày 22 tháng 12 năm 2008 này là giới thượng lưu hay còn gọi là giới siêu giàu của thế giới thì điểm hiện tại đều bước ra chính từ cái cuộc khủng hoảng này là họ đã bắt đái thành công là họ mua những sản phẩm cổ phiếu đang trên đà giảm vì các anh chị biết rằng là khi một tài sản vượt qua được cơn khủng hoảng thì nó sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa đúng không ạ? thì uh, các anh chị có thể thấy là thị trường giao dịch chứng khoán Mỹ thời điểm hiện tại chỉ số Dow Jones đang ở ngưỡng đó là 30.000 điểm, 30.000 điểm nhé các anh chị. tăng trưởng rất là vượt bậc sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Uh, xu thế thị trường hậu đại dịch thì các anh chị có thể thấy rằng đó là đại dịch Covid-19 nó ảnh hưởng rất là nhiều đến À, không chỉ riêng Việt Nam mà toàn thế giới, điển hình như là à, thương mại và du lịch bị tê liệt, đúng không ạ? À, ngành hàng không, rồi những ngành phát triển về du lịch và thương mại đều bị ảnh hưởng nặng nề. À, bên cạnh đó là còn những công việc làm của anh chị, đối với anh chị làm ở những cái công ty có đông nhân viên thì thường bị giới hạn hoặc cho làm ở nhà online, thì tất nhiên à, hiệu suất công việc nó cũng không bằng so với trước, đúng không ạ? hiệu suất công việc công việc không thể đảm bảo so với giống như là thời điểm à, công ty của chúng ta trước khi đại dịch diễn ra đó bên cạnh đó là tình hình xuất nhập khẩu bị trì trệ có nghĩa là trong nước của chúng ta là những hàng hóa xuất khẩu đi nó tồn đọng quá nhiều và cũng như là những cái mặt hàng thiết yếu để chúng ta nhập từ nước ngoài về nó cũng à, không có khiến cho việc là thứ mình cần thì lại không có mà thứ mình có thì chúng ta lại không bán được đó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc điển hình đó là à, về những cái mã cổ phiếu của du lịch ví dụ như cổ phiếu của tập đoàn Boeing giảm từ mốc 380 đô xuống cộng 150 đô trên một cổ. Các anh chị có thể thấy là trong vòng một năm đã mất 200 đô trên một cổ phiếu là giá trị cổ phiếu nó giảm. Nhưng mà bây giờ các anh chị có thể thấy đó là những lý do mà tôi sẽ đưa ra những cái à, xu hướng để các anh chị có thể trở thành một trong những giới nhà siêu giàu của thị trường chứng khoán thời điểm hiện tại và đầu tư thành công, mà đó chính là lý do để tôi có thể ngồi đây và tôi diễn giải hỗ trợ cho các anh chị về đúng như cái thời gian mà tôi đã đầu tư để các anh chị có thể là được như tôi ngày hôm nay. Đó là xu thế thị trường hậu đại dịch. Các anh chị có thể thấy là dịch Covid-19 bây giờ đang dần qua đi. Khi các anh chị có biết rằng là à, tập đoàn Pfizer và tập đoàn Moderna như tôi đã thông tin và giai đoạn đầu buổi học đã sản xuất ra được vắc à, và đã có những cái đơn đặt hàng mua từ khắp thế giới về những cái lô bắt xin này bán cho các nhà đầu tư và Việt Nam bây giờ cũng đã có rồi anh anh chị à, về Việt Nam thì giá của một liều vắc xin hình như là dao động khoảng 160.000 đồng để các anh chị tiêm phòng bên cạnh đó thì à, cổ phiếu là tập đoàn Gilead cũng à, sản xuất ra thuốc điều trị vắc xin rồi thì các anh chị có thể thấy là những thời điểm gần đây thì à, thế giới đang có những cái tin tức vô cùng tốt đẹp à, về một cái sự à, phục hồi à, sau một cơn khủng hoảng. Tôi có thể so sánh à, đại dịch corona nó tương tự như là đại dịch năm 2008 khiến cho tài chính tê liệt hoàn toàn. Đó, thì ở đây các anh chị có thể thấy là Dow Jones đang phục hồi đà tăng đúng không ạ? Trong năm 2020 trước đây là giai đoạn vào năm 2000 đầu năm 2020 thì ngưỡng của chỉ số Dow Jones ở 30.000 điểm so với lúc nãy là năm 2008 chỉ có 7.500 điểm thôi. Đúng không ạ? Các anh chị mua ở 30.000 điểm do đại dịch Corona nó giảm xuống còn 18.000 và bây giờ nó đang tiếp tục đà tăng trở lại phục hồi sau dịch về ngưỡng 30 ngàn Nếu như các anh chị bây giờ các anh chị nhảy vào để các anh chị nắm bắt hay là các anh chị còn gọi là bắt đáy thị trường Thì bây giờ có thể nói là đây là thời điểm không còn chỗ nào để chê nữa Vô cùng tuyệt vời để các anh chị vào để các anh chị nắm giữ cho mình một cái lượng tài sản và quy đổi bằng tiền Đúng ạ? So với việc ví dụ như bây giờ cổ phiếu Boeing Định giá của nó là 380 đô trên một cổ Bây giờ chỉ có rơi vào khoảng là 223 đô Các anh chị nhảy vào các anh chị mua đi vì tất nhiên là ngay cả đại dịch Covid-19 Tập đoàn Boeing không có được một đơn đặt hàng thương mại nào cả Khiến cho doanh thu của tập đoàn bị à, sụt giảm nghiêm trọng đúng không? Thì giá cổ phiếu nó cũng sụt giảm theo cái vốn hóa thị trường thôi Thì bây giờ các chị nhảy vào các chị mua cổ phiếu này ở vùng giá 223 đi đúng không ạ Vì khi cổ phiếu tăng trưởng trở lại có nghĩa là thương mại được mở cửa Hay là du lịch hay là vaccine nó được ok hơn thì tất nhiên cổ phiếu của tập đoàn nó sẽ tăng trưởng trở lại vì tập đoàn này sẽ có những cái đơn đặt hàng thương mại giúp cho cổ phiếu của nó trang đà tăng đó thì các anh chị thử tính một bài toán đơn giản thôi từ mốc 200 tôi cho 230 đi từ mốc 230 đô tăng về mốc 380 đô sẽ rơi vào khoảng là 150 đô trên một cổ các anh chị nắm giữ một cổ các anh chị sẽ có 150 đô tiền lời các anh chị nắm 1.000 cổ thì các anh chị sẽ có 150.000 đô Giao động vào đóng giống như tài khoản hiện tại của tôi hiện tại đó là hơn 3 tỷ nhưng mà để các anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu Boeing các anh chị chỉ bỏ ra một cái vốn khoảng 500 tỷ đồng thôi tỷ suất xin lời đó là 1 x 4 x 4 tài khoản có đáng để đầu tư mà chúng ta đầu tư ở đây không phải là vì giá cao hay giá rẻ chúng ta không phải đầu tư vì à, cổ phiếu này giá 200 hơn 200 đô là nó cũng cao hơn những cái loại cổ phiếu khác nhưng mà chúng ta không đầu tư vì giá mà chúng ta đầu tư vì cơ hội tiền nào của nái thôi các anh chị mua những cái sản phẩm sinh lời trong thời điểm hiện tại nó chính là những cái lý do để chúng ta có niềm tin về tương lai chúng ta có niềm tin về một cái tương lai tươi sáng để chúng ta có thể đầu tư kiếm lời chúng ta tăng thêm thu nhập hộ gia đình và tôi ở đây tôi hỗ trợ cho các quý anh chị nhà đầu tư à, Việt Nam mình có thể kiếm lợi nhuận trên đấu trường quốc tế à, viễn cảnh giai đoạn phục hồi kinh tế đó là tăng trưởng toàn cầu sẽ đạt mốc là 8 phần trăm nhu cầu bị dồn nắng và vắc xin mới sẽ giúp cho mức tăng trưởng GDP toàn cầu phục hồi từ mốc 1,2% giai đoạn đầu năm 2020 và nó có thể tăng vào 2, lên 2% vào giai đoạn tới. À, du lịch toàn cầu sẽ được phục hồi trọn vẹn đúng không ạ? Thương mại mở cửa, thị trường giao dịch tích cực trong tháng 12 được cho là sự tiếp nối đà hưng phấn trong đà tăng của tháng 11 với nhiều yếu tố tích cực. Thứ nhất đó là vaccine, thứ hai đó là Mỹ À, đã có tăng tổng thống mới và các anh chị là thấy là khi một cái à, cơ cấu bộ máy tổ chức mà có một người đứng đầu mới thì nhiệm vụ của họ là gì? Sẽ đặt ra tất cả mục tiêu để phát triển hai thứ, thứ nhất đó là kinh tế đưa đất nước Mỹ kinh tế vượt trội so hơn với những người à, kế trước và yếu tố thứ hai đó là phát triển về quốc phòng, đúng không ạ? Quốc phòng đó. thì Thị trường chứng khoán thế giới có nhiều chuyển biến tích cực cụ thể là Mỹ đã phục hồi được 62% từ đáy, là có nghĩa là chúng ta vẫn còn 38% nữa để kiếm lời. Các thị trường lớn ở Châu Á và Châu Mỹ đều phục hồi mạnh. Thông tin mới về vaccine Covid và thuốc điều trị đem lại những cái tín hiệu tích cực cho một cơn khủng hoảng đang dần qua. Đó, đó chính là lý do mà buổi tối ngày hôm nay chúng ta à, ngồi tại đây để chúng ta nhận định về những cái xu hướng thị trường trong thời gian đấy. Thì à, à, có à, tiếp đến phần 3 của buổi học ngày hôm nay đó là những cái thương vụ tiềm năng chúng ta nay nên nắm bắt ngay trong thời điểm này để chúng ta đầu tư sinh lợi nhuận và không có gì nữa đó là chính là cổ phiếu Boeing thương vụ tôi đang chia sẻ các anh chị các anh chị có thể thấy là cổ phiếu Boeing vừa là một trong những cái tập đoàn máy bay lớn nhất trên thế giới và ngoài ra có nhiều các anh chị không biết đấy nó là tập đoàn Boeing nó còn sản xuất vũ khí nữa nha các anh chị à, đây trụ sở của tập đoàn Boeing là ở Chicago của Hoa Kỳ. À, lĩnh vực kinh doanh đó là tập đoàn máy bay dân dụng, dân dụng lớn nhất thế giới và là tập đoàn sản xuất vũ khí lớn thứ ba trên thế giới. Đó là những cái yếu tố tích cực mà tôi đang hỗ trợ cho các anh chị như tôi đã chia sẻ trước đó. Đúng không ạ? Thương mại mở cửa thì tập đoàn này sẽ bay lại. Bên cạnh đó, tăng tổng thống Mỹ phát triển về à, xây dựng một bộ máy quốc phòng vững chắc hơn thì tập đoàn sản xuất vũ khí lớn thứ ba thế giới này chính là những cái món đặt hàng béo bở đó thì à, giá cổ phiếu hiện tại đang dao động là 232 đô trên một cổ phiếu thì giá CFD các anh chị mua thì rơi vào khoảng 4,7 đô thôi à, Boeing đã sản xuất ra hàng chục máy bay thương mại à, hàng chục ngàn máy bay thương mại tỏa đi khắp các phương trời như B 707 này B 747 rồi B 727 thì từ khi thành lập đến nay thì tập đoàn Boeing đã cho ra đời những cái thế hệ máy bay tăng tiến và đặc biệt rất tiết kiệm nhiên liệu trong số đó phải kể đến máy bay 787 à, hay là 737 Max đó là những cái sản phẩm công nghệ vô cùng tiên tiến nhất thời điểm hiện tại với khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 20% nhiên liệu so với các loại máy bay khác cùng loại đó các anh chị có thể thấy những cái lý do cho chúng ta thấy được đây là một cái tập đoàn vô cùng uy tín và tiềm lực tài chính vô cùng mạnh để các anh chị có thể đầu tư thì à, tôi ở đây tôi cũng chia sẻ với các anh chị về những cái lý do chúng ta nên chọn cổ phiếu Boeing thì đối với cổ phiếu Boeing thì những cái tin tốt đang rất là tràn ngập khi mà một hãng máy bay của Israel vừa đặt hàng mua à, tầm 20 20 chiếc máy bay à, 737 Max đem lại một cái doanh thu mua bán vô cùng lớn lên đến với gói đơn đặt hàng này là 10 tỷ đô, có nghĩa là tập đoàn Boeing ngoài việc bay máy bay dân dụng thì nó còn bán cả máy bay nữa và đơn đặt hàng này đã đem lại cho tập đoàn này doanh thu 10 tỷ đô vào giai đoạn đầu tháng này. đem là những cái tín hiệu vô cùng tốt về một cái lựa chọn để các anh chị có thể đầu tư kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này. Bên cạnh đó nữa đó là dịch đang dần qua đi thì thương mại đang dần mở cửa và có thể thấy là những tập đoàn Boeing này còn sản xuất thêm vũ khí nữa. Các anh chị có thể thấy là những cái máy bay tiêm kích, máy bay phản lực hay là còn đặt những hệ thống bánh xe cho các máy bay chiến đấu đều là những cái đơn đặt hàng béo bở của Bộ Quốc phòng Mỹ đặt cho tập đoàn Boeing, khiến cho trong giai đoạn này đây là hai cái lý do để các anh chị lựa chọn về cổ phiếu Boeing. Vốn đầu tư 10.000 thì chúng ta sẽ mua khoảng 500 cổ Boeing. Kỳ vọng tăng trưởng ngắn hạn là 22 đô, trung hạn là 42 đô và dài hạn là tăng về mốc 380 đô và còn tiến xa hơn nữa thì sẽ tăng trưởng 148 đô. Các anh chị có thể thấy bài toán là đơn giản, các anh chị nắm giữ 500 cổ Boeing tăng trưởng 22 giá trong vòng 12 phiên thì các anh chị sẽ nhận được lợi nhuận là 11.000 đô. Tỷ suất sinh lời 101%, 110%. Trung hạn là các anh chị sẽ nắm giữ đến qua đầu năm sau thì lợi nhuận của cổ phiếu này sẽ là 42 đô trên một cổ. Các anh chị sẽ lợi nhuận được là 500 cổ nhân cho 42 đô sẽ là 21.000 đô. Và à dài hạn là các anh chị cổ phiếu Boeing tăng về mốc 380 đô thì các anh chị sẽ lợi nhuận được là 500 cổ nhân cho 100 48 đô thì các anh chị sẽ có 74.000 đô Các anh chị có thể tái tỷ suất sinh lời là, là x1, x2 và thậm chí là x7 tài khoản Nên đó là lý do vì sao tôi muốn các nhà đầu tư có được những cái tư duy dài hạn để nắm giữ cho mình Các anh chị đang có một cái nguồn vốn nhàn rỗi và để không Thì các anh chị có thể đầu tư vào đây và mua cổ phiếu như tôi đang chia sẻ là các anh chị thay vào đó các anh chị bỏ đồng tiền các anh chị ở trong túi của mình nó không thể sinh ra tiền được và vô hình chung là càng ngày thì các anh chị tôi nghĩ là 10.000 đô thì rơi vào khoảng 235 triệu thôi rất là rẻ là một mức đầu tư test thử hay là còn gọi là mức đầu tư trung bình thấp các anh chị đầu tư so với việc là các anh chị để 200 triệu đó các anh chị mua bán các anh chị mua sắm thì các anh chị tiêu cũng hết nhưng mà nó đem lại những cái kỳ vọng tăng trưởng các anh chị đem lại những cái cách thức đầu tư sinh lời để chúng ta kiếm lợi nhuận trong tương lai đó là những cái lý do chúng ta nên chọn cổ phiếu Boeing hiện tại và tôi cũng đang nắm giữ 3.000 cổ phiếu Boeing trong tài khoản giao dịch của mình. đó. À, thì sau buổi học ngày hôm nay các anh chị nào muốn đặt câu hỏi về thương vụ cổ phiếu Boeing hay là những cái thương vụ cổ phiếu tiềm năng này các anh chị cứ à, nhắn tin lên một chat để tôi có thể hỗ trợ cho các quý anh chị. và tiếp theo một cái thương vụ cổ phiếu tiềm năng nữa trong giai đoạn hiện tại đó là cổ phiếu của tập đoàn Gilex. Các anh chị có một biết là tập đoàn Gilead này chính là tập đoàn sản xuất ra thuốc điều trị vaccine corona. Trong năm 2019, tập đoàn này là sản xuất ra nghiên cứu và à, sản xuất ra tập à, vaccine phòng chống virus corona này, HIV này, viêm gan B hay là viêm gan C. Đó, các anh chị có thể thấy tập đoàn này là một tập đoàn công nghệ sinh học của Mỹ có trụ sở tại à, California. Đó, thì mã niêm yết của nó chính là Gilead. Gilead. Tại sao chúng ta đầu tư Gilead ở thời điểm hiện tại? Thứ nhất là cổ phiếu giá rẻ, cổ tức hấp dẫn. Thứ hai nữa là tập đoàn duy nhất được cơ quan quản lý cấp phép sử dụng thuốc uh, Remdes, uh, loại thuốc kháng Covid để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Các anh chị có biết rằng là uh, những cái thông tin vào giai đoạn tháng trước, đó là Tổng thống Donald Trump uh, bị nhiễm Covid-19 thì chính loại thuốc ông sử dụng chính là loại thuốc của tập đoàn Gilead này sản xuất và đã khỏi bệnh, nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng từ các quốc gia trên thế giới và cuối năm 2020 sẽ tiến hành sản xuất thêm 20 triệu liều thuốc chữa này nữa để phục vụ nhu cầu của toàn thế giới. thì các anh chị có thể thấy rằng đó là một tập đoàn quá tiềm năng khi trong giai đoạn năm 2019 này, không những tập đoàn sản xuất ra được thuốc chữa Covid-19 còn sử dụng rất là rộng rãi. vì các anh chị biết là có hai loại thuốc để chúng ta chữa bệnh trong giai đoạn à, uh, vaccine uh, trong giai đoạn covid 19 đó là một là thuốc remdesivir hai là một loại thuốc của Ấn Độ nữa và uh, đây là những cái tín hiệu khiến cho tập đoàn Gilead trở thành một cái cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn hiện tại đó thì cổ tức của tập đoàn Gilead này đó là rơi vào khoảng là 10 vào ngày 14 tháng 12 à, uh, tới đây là sẽ chi trả cổ tức là 0,68 đô trên một cổ một mức chi trả cổ tức đầy hậu hĩnh đối với những nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu ra giá rẻ Đấy, thì cổ tức tôi cũng nói có thể nói qua luôn cho các anh chị nhà đầu tư cổ tức ở đây giống như tiền lãi ngân hàng thôi giống như lãi suất ngân hàng đó là các anh chị mua mua cổ phiếu Gilix đi thì đến ngày 14 tháng 12 thì tập đoàn này sẽ chính tiến hành chi trả cái tiền lãi này cho cổ đông có nghĩa là anh chị nào nắm giữ cổ phiếu Gilix thì đến ngày 14 tháng 12 thì tập đoàn sẽ chi trả 0,68 đô cho một cổ phiếu các anh chị nắm giữ các anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu đi thì các anh chị chắc chắn sẽ được nhận cái phần lợi nhuận trong quý quý tư này là không là 680 đô chi trả cho cổ đông rất là đơn giản thôi miễn sao các anh chị tới ngày chi trả cổ tức các anh chị có nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn là được đó vì thị trường chứng khoán Mỹ họ không quan trọng các tập đoàn của Mỹ họ không quan trọng các anh chị nắm giữ trong thời gian bao lâu mà họ chỉ quan trọng ai là người nắm nắm giữ và theo đuổi cổ phiếu của họ đến cuối cùng đó chính là những người sẽ nhận được những cái mức cổ tức vô cùng hậu hĩnh này nên các anh chị có thể nắm giữ thêm cổ phiếu của G -G 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 này để các anh chị đầu tư kiếm lợi nhuận đó, đó là những cái lý do để chúng ta đầu tư cổ tức thì ở đây tôi đã có làm bài toán dự kiến à uh, mức vốn à uh, 30.000 à uh, 3.000 đô. Thì à uh, ở đây thì vốn 30.000 thì các anh chị có thể mua được uh, 3.000 cổ phiếu. Cổ phiếu này giá rất là rẻ, chỉ dao động vào khoảng 61 đô đi một cổ, giá CFD của nó sẽ là 1.22 đô. Thì tôi cũng có thể tư vấn cho các anh chị đó là các anh chị đầu tư 5.000 đô thì các anh chị sẽ mua được 1.000 cổ phiếu thì chắc chắn các lợi uh, 5.000 đô là khoảng một, hơn 100 triệu đồng thôi các anh chị có thể đầu tư rất là thoải mái các anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì chắc chắn cái tiền cổ tức của các anh chị đó là 680 đô trên đúng không ạ cái tiền cổ tức của anh chị chắc chắn đã là 680 đô rồi so với mốc 5.000 680 đô mà chỉ còn một vài ngày thôi thì tỷ suất sinh lời từ cổ tức này các anh chị có thể thấy là 680 mà chia cho 5.000 vốn đầu tư cực anh chị nó sẽ dao động vào khoảng là à, 17 phần trăm 17% sinh lời trong vòng 3 phiên. Bên cạnh đó còn dự kiến tăng trưởng ít nhất 2 đô trên một cổ phiếu là từ bây giờ đến ngày 14. Thì các anh chị nói về 1.000 cổ phiếu các anh chị cũng có lợi nhuận cho mình được 2.000 đô rồi. Tổng lợi nhuận của mình sẽ rơi vào khoảng là 2.680 đô. Tương đương với tỷ suất sinh lời 52%. Đúng không ạ? Thì các anh chị có thể đầu tư kiếm lợi nhuận cho mình thương vụ cực kỳ tiềm năng và các anh chị cũng biết rằng đó là đỉnh giá của cổ phiếu Gilic là dao động khoảng là 97 đô trên một cổ có nghĩa là bây giờ các anh chị nắm giữ mà các anh chị nắm giữ dài hạn đi thì vẫn còn 36 đô để các anh chị kiếm lời thì các anh chị nắm giữ 1.000 cổ phiếu thì các anh chị sẽ lợi nhuận được 36.000 đô rất là đơn giản thôi chúng ta đầu tư mà chúng ta kiếm lời mà chúng ta sẽ nhìn về những cái tư duy dài hạn nó có thể trong phiên nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giá và À, những nhịp tăng trưởng rất là mạnh nhưng mà các quyết định nắm giữ tiếp hay là bán ra là ở các quý anh chị và qua đó thì các anh chị cũng có được một cái bộ phận à, đầu ngũ bộ phận à, chuyên gia à, bộ phận đầu ngũ chuyên gia hỗ trợ cho các anh chị nhận định những cái vùng giá chúng ta mua vào và bán ra cho nó hợp lý để chúng ta tối đa được à, lợi nhuận và đầu ngũ cũng có được tối đa tiền hoa hồng rất là đơn giản thôi đây là những cái chính sách về tập đoàn thì à, con quý anh chị nào đặt câu hỏi cho tôi về hai cái thương vụ đầu tư này không ạ à? để tôi có thể hỗ trợ cho các quý anh chị à, một nghìn cổ boeing thì vốn bao nhiêu bác? Ba? thì anh Hưng mình có thể đầu tư 1.000 cổ Boeing thì anh có thể mua à, đầu tư khoảng à, 500 triệu 20.000 à, 20 đô là anh nắm giữ 1.000 cổ Boeing vô cùng an toàn Pfizer đang sản xuất và cung cấp vaccine Donsdash ứng dụng giao hàng tăng bột khi ra mắt thị trường đóng cửa cao hơn 84 phần trăm do với so với giá IPO 100 là hai đô ban đầu à, Cảm ơn thông tin về bạn à, của bạn Phạm Nga theo chuyên gia thì thời điểm bây giờ tôi nên đầu tư vào mã Gilex hay Boeing sẽ kiếm lợi nhuận cao hơn và ít rủi ro hơn. thì hai thương vụ tiềm năng tôi chia sẻ cho anh là một thương vụ về cổ phiếu tăng trưởng và một uh, thương vụ về cổ phiếu cổ tức. nếu như anh muốn an toàn uh, thì anh sẽ đầu tư vào cổ phiếu Gilex về đây là cổ phiếu nhận cổ tức mã Blue Chip nữa nên rất là an toàn cho nhà đầu tư. thì qua cạnh đó thì anh chị biết là an toàn thì nó thường ít lợi nhuận hơn thôi và thương vụ kiếm lợi nhuận cao hơn sẽ là thương vụ cổ phiếu Boeing rất là đơn giản tiền nào của nấy. Các anh chị muốn tìm kiếm sự an toàn thì nó phải đi cùng với dao động giá nhỏ. Còn anh chị muốn tìm kiếm lợi nhuận cao thì các anh chị sẽ đi theo những cái mã cổ phiếu tăng trưởng. À, các quý anh chị nào sau buổi học ngày hôm nay muốn được tôi hỗ trợ và tư vấn trực tiếp thì các anh chị có thể liên hệ vào uh, con gia zalo của tôi đó là uh, Adam Nguyễn 0928637658. Các anh chị cứ nhắn tin vào hùng, thì chờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các anh chị. À, vì ở đây tôi thấy có rất nhiều câu hỏi Mà các anh chị đặt ra cho tôi Thì tôi sẽ dành thời gian để tôi trả lời cho mình Cổ phiếu Boeing bây giờ thì rất là tốt rồi Đây là thương vụ tiềm năng nhất thời điểm hiện tại Để chúng ta đầu tư Đơn giản như vậy thôi Và đội ngũ chuyên gia thì ai cũng nhìn thấy được Những cái tín hiệu tiềm năng từ thương vụ này à, Tôi mới tìm hiểu thị trường được khoảng một tuần thì nên tham gia vào mã cổ phiếu nào thì an toàn và chuyên gia thì an toàn hay không là ở mình mà tôi thấy thị trường chứng khoán vô cùng an toàn mà các anh chị có thể thấy ở đây tôi đầu tư và tôi kiếm lời rất là đơn giản tôi mua vào tôi nắm giữ sau này nó tăng lên tôi kiếm lời thì anh chị có thể lựa chọn vào những mã cổ phiếu blue chip và thương vụ cổ phiếu boeing cũng rất là tiềm năng đó các anh chị tôi cũng đưa ra bài toán lợi nhuận cho mình rồi các anh chị nắm giữ 10.000 đô các anh chị mua 500 cổ là cực kỳ an toàn và chỉ có lời thôi chỉ có lợi nhuận vì tôi rất tin tưởng Vào những cái chiến lược mà tôi đưa ra để hỗ trợ các anh chị Vì các anh chị cũng thể, có thể thấy đấy Không phải ai Cũng có thể à, ngồi đây Để có thể diễn giải Kim à, giảng viên hỗ trợ cho các quý anh chị Nhưng mà tôi luôn tin tưởng vào những cái thương vụ Mà tôi đã phân tích vô cùng kỹ càng Để hỗ trợ cho mình đây, đây là những cái bản chiến lược mà tôi có hỗ trợ Cho các nhà đầu tư trước đó Tôi vẫn chưa hiểu lắm về bán khống là mượn cổ phiếu bán ra ở giá cao làm tôi mượn cổ phiếu của sàn hay sao? Đúng rồi anh. Thì anh sẽ mượn cổ phiếu bán ra ở giá cao có nghĩa là bây giờ giá 150 đô đi, anh sẽ mượn cổ phiếu của sàn anh bán ra thời điểm đó luôn là anh thu 500 150 đô về sau này khi giá giảm xuống thì anh mua lại anh trả cho sàn. Đó là bán khống, rất đơn giản. Và anh sẽ được hưởng cái lợi nhuận tranh lại trên cái giá trị anh bán khống và qua đó thì phần mềm giao dịch họ sẽ phần mềm giao dịch sẽ làm tất cả mọi thứ cho chúng ta. Trên lý thuyết là như vậy. Vì các anh chị cũng biết đó là phần mềm mà giao dịch MetaTrader 4 chính là phần mềm giao dịch chung của thị trường được tập đoàn có tính công nghệ bảo mật cao nhất thế giới đó là tập đoàn Microsoft phát triển. Nên các anh chị cứ yên tâm về tính năng của tập đoàn. Thì trên thị trường giao dịch chứng khoán thì có những phần mềm giao dịch như là MetaTrader 4, MetaTrader 5 à, thì những tính năng so với MT4 thì MT5 là phần mềm hoàn thiện cải thiện của MT4 nhưng mà nó chưa hoàn thực chỉnh, nó chưa hoàn chỉnh nên bây giờ các chế nhà đầu tư tôi vẫn khuyến khích là họ đầu tư trên thị trên phần mềm giao dịch MT4 để dễ đầu tư hơn, rất là tiện lợi, không cần phải như hồi xưa chúng ta phải lên trực tiếp trên sàn để chúng ta giao dịch. À, bạn Văn Linh đó là giờ có 200 triệu thì mua được bao nhiêu cổ phiếu Boeing vậy? Anh có 200 triệu thì anh đúng 200 triệu thì anh sẽ mua được khoảng 400 cổ nếu như các nhà đầu tư nào muốn tham gia thị trường thì các anh chị có thể liên hệ cho bạn support hỗ trợ hoặc là à, để các bạn ấy có thể đăng ký cho các anh chị những cái chính sách đầu tư cho nó hợp lý vì à, các anh chị cũng biết đó là à, tại sản du dịch chứng khoán Trade luôn luôn có những cái trong cái giai đoạn này là giai đoạn giáng sinh nên có những cái chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư ví dụ như chính sách bonus đó chính là một trong những cái chính sách cực kỳ ưu tú khác biệt tại sàn Trade so với những sàn khác đó là à, tiền hỗ trợ có nghĩa là các anh chị đầu tư vào trong giai đoạn à, dịp lễ giáng sinh này thì các anh chị có thể là à, có thêm hoa hồng ví dụ như các anh chị đầu tư 5.000 đô đi thì các anh chị sẽ nhận được mức hỗ trợ thêm 30 phần trăm có nghĩa là các anh chị chưa giao dịch gì các anh chị cũng có thêm một nghìn rưỡi đô cho mình và tổng tài khoản giao dịch của mình là sáu nghìn rưỡi đô đó là những cái chính sách vô cùng tốt anh đầu tư 200 triệu anh có thể liên hệ và support hỗ trợ để họ có thể dành tặng anh thêm những cái chính sách này để anh có thể mua bán được nhiều cổ phiếu hơn mua 1.000 cổ phiếu bậc uh, thì được bao nhiêu vậy à? uh, mình mua 1.000 cổ phiếu Boeing hay là 1.000 cổ phiếu uh, vậy à? cổ phiếu rẻ mà ngon thế tôi mua nhận cổ tức thôi cũng được uh, bạn Hành Nguyễn à vậy thì uh, chỉ có thể đầu tư để mua cổ phiếu Gilead thôi tùy theo mức vốn của mình mình đầu tư vốn lớn thì lợi nhuận của mình cao mình có thể mua bán Boeing mình đầu tư vốn nhỏ thì mình có thể đầu tư vào Gilead để mình chúng ta đầu tư an toàn hai thương vụ chính trong thời điểm hiện tại mà tôi hỗ trợ cho các quý anh chị nhà đầu tư vì thông thường một tháng tôi chỉ dạy giả, giảng giải à, tầm 1 đến 2 lớp để hỗ trợ cho các quý anh chị và những cái thương vụ tiềm năng tôi đưa ra là à, có tỷ lệ thành công lên đến 80% trăm à, cho hỏi chuyên gia là đầu tư có phải trả hoa hồng không nếu có thì giá bao nhiêu đây thì tất nhiên là có ví dụ như à, tại mỗi sàn giao dịch thì chúng ta đầu tư thì có khi chúng ta có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ cho mình ấy, thì à, hoa hồng của anh sẽ được thu trên cái lợi nhuận của anh có nghĩa là anh lợi nhuận 100 triệu thì uh, đầu ngũ chuyên gia sẽ được 5% phần trăm hoa hồng trên lợi nhuận là rơi vào khoảng là 5 triệu đó rất là ok uh, thì các anh chị đầu tư có lời thì đầu ngũ chuyên gia mới có hoa hồng các anh chị đầu tư không có lời thì đầu ngũ chuyên gia không có hoa hồng đơn giản như vậy thôi thành ra uh, đội ngũ chuyên gia sẽ cố gắng hỗ trợ cho các anh chị uh, những cái chiến lược tiềm năng nhất tốt nhất để các anh chị tối đa được lợi nhuận và đầu ngũ cũng tối đa được tiền hoa hồng. Các anh chị có thể thấy là các anh chị đầu tư 100 triệu các anh chị lợi nhuận à các anh chị lợi nhuận 100 triệu thì đầu ngũ chuyên gia có được 5 triệu đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị nghĩ rằng đi thì đầu ngũ chuyên gia hỗ trợ cả hàng nghìn hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn Việt Nam thì với những cái chiến lược tiềm năng như tôi đã kể trên thì đầu ngũ chuyên gia được bao nhiêu tiền trong cái thương vụ này? Các anh chị có thể tính. Đúng không Sẽ rơi vào khoảng cũng rất là khá khá nên chúng ta có thể đặt niềm tin tin tưởng và chúng ta giao dịch với nhau hết mình. À, tôi tôi đang tiết kiệm 900 triệu nhưng chưa biết đầu tư sao? Chuyên gia tư vấn em với ạ. Thì anh có thể kết bạn Zalo với tôi qua cái contact đó là 09376 à 0928637658 thì à à tôi và anh có thể trao đổi thêm. Hoặc là anh có thể liên hệ bạn support hỗ trợ riêng của mình để nhận tư vấn. À, vì đây là lớp học tôi chỉ chia sẻ cho các quý anh chị đến những cái kinh nghiệm của tôi trong thời gian tôi làm việc và tôi đầu tư tại à, thị trường dịch chứng khoán à, nên tôi chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm thôi anh tư vấn lại cổ tức gì đi anh em chưa hiểu lắm thì à, cổ tức ở đây như tôi cũng đã nói rồi cổ tức ở đây chính là tiền giống như tiền lãi ngân hàng các anh chị biết rằng là khi các anh chị mua nắm giữ cổ phiếu của một tập đoàn có nghĩa là các anh chị sẽ trở thành cổ đông đúng không ạ và khi các anh chị trở thành cổ đông thì qua việc là nếu như cổ phiếu nó tăng giá thì cái tài sản của các anh chị sẽ tăng trưởng là một và bên cạnh đó là khi chúng ta trở thành cổ đông của một tập đoàn thì chúng ta sẽ có được một cái phần tiền gọi là cổ tức nó giống như tiền lãi hoạt động kinh doanh của tập đoàn đó chi trả cho giới cổ đông giống như ta chúng ta góp vốn đầu tư mà cửa hàng làm ăn có lợi nhuận thì chúng ta sẽ có lãi đó giống như chi lãi đó thì ở đây tôi nói là lãi suất ngân hàng đó thì đến ngày 14 tháng 12 năm 2020 này thì tập đoàn Gillis sẽ tiến hành chi trả cái phần tiền lãi này cho giới cổ đông nếu các anh chị nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn này thì đến ngày hôm đó các anh chị sẽ nhận được cổ tức chắc chắn 100 phần trăm đơn giản như vậy thôi vì họ đã lên lịch rồi tập đoàn Gillis đã lên lịch để phát hành cổ tức rồi để 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 phát cổ tức cho giới cổ đông rồi vào đầu tư là có chuyên gia hỗ trợ đúng không ạ chứ tôi đang đành chưa đành lắm nếu như uh, chị muốn đăng ký chuyên gia hỗ trợ thì chị đăng ký thôi sẽ có mỗi với mỗi tài khoản giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán đi thì chúng ta sẽ có được riêng cho mình uh, một ít nhất là một chuyên gia để hỗ trợ chúng ta một một chúng ta giao dịch trực tiếp với thị trường và yên tâm hơn cũng như là có những cái chiến lược tốt hơn vì đi người ta họ bảo rằng đó là muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa thì đi cùng nhau đúng không ạ uh, à, bạn em đầu tư cái này hai năm mua được hẳn con mạc 300 đấy <laughs> một nhà đầu tư thành công đúng không ạ đồ bảo mật thông tin thì như thế nào về chuyên gia thì tất nhiên là đồ bảo mật vô cùng an toàn thôi tôi giao dịch 12 năm vẫn ok những cái vấn đề này thì thực tế thì nó không phải là những cái câu hỏi đó thì uh, tập đoàn Microsoft đã phát triển và tính bảo mật thông tin của chúng ta là cực kỳ đầy đủ và khi các anh chị biết là khi các anh chị đăng ký tài khoản giao dịch chính chủ của mình tại thị trường thì những thông tin của các anh chị sẽ được gửi bí mật lên bộ công thương để họ có thể là check được danh tính và uh, tính công dân của các anh chị. Nếu như các anh chị nào có suy nghĩ về việc rửa tiền, có nghĩa là chúng ta gửi tiền qua nước ngoài và sau đó chúng ta rút tiền về Việt Nam như một dòng tiền sạch thì tôi nghĩ các anh chị nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đúng không ạ? vì uh, thị trường chứng khoán quốc tế là cấm những anh chị nào có những cái hành vi rửa tiền như vậy hoặc là tội phạm bị truy nã thôi nếu như chúng ta là những công dân lương thiện thì không có vấn đề gì đúng không ạ <laughs> ừ. bạn văn linh giờ vào vốn mua được không thầy có hai triệu trăm triệu thôi đầu tư thử xem sao thì anh cứ thoải mái thôi tối nay mua mã anh nào trước và chuyên gia thì ngay đầu phiên thì theo chiến lược của tôi thì chúng ta nên mua ngay cổ phiếu Boeing và cổ phiếu Gilead để nắm giữ cho mình vì theo phía, theo phân tích của tôi thì trong vòng một tiếng nữa phiên giao dịch sẽ mở cửa thì hai cổ phiếu này đều tăng trưởng rất là tốt nếu lỗ thì sao ạ à? À, bạn thảo à? à nếu như vậy thì anh bạn có thể cài à, bạn có thể đầu tư cho mình mức tài khoản vip là sẽ được nhận chính sách bao lỗ bao lời À, chính sách bao lỗ này có nghĩa là nếu như bạn đầu tư về thương vụ cổ phiếu Boeing hoặc là thương vụ cổ phiếu Gilead mà tôi chia sẻ cho bạn nếu như uh, bạn đầu tư có lời thì bạn cứ lấy và đầu ngũ sẽ được hoa hồng để cái tiền hỗ trợ cho mình vì những cái thương vụ này tôi đã phân tích rất là kỹ rồi còn nếu như bạn đầu tư bị lỗ thì đầu ngũ sẽ hoàn trả lại một phần trăm tiền vốn cho bạn có nghĩa là lời thì bạn lấy lỗ thì chúng tôi chịu đó đó là lý do chúng ta sẽ đầu tư cùng nhau Vậy tính chất của uh, đặc điểm của tính chất bao lỗ ở đây là có hai nguyên nhân chính nguyên nhân thứ nhất lý do thứ nhất đó là tổ, chúng tôi cam kết về dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cũng như là những cái thương vụ chúng tôi phân tích vô cùng kỹ càng để đưa đến cho giới nhà đầu tư yên tâm đầu tư tại thị trường lý do thứ hai đó là để chị có thể tin tưởng hơn và chị có thể là tự tin giao dịch tìm hiểu được cách mua cách bán lời thì chị lái lỗ thì có người khác chịu rất là đơn giản nếu như chị muốn nhận được cái chính sách này thì chị đầu tư cái vốn khoảng tầm 5 đến 10 ngàn là sẽ nhận được chính sách Giao, giao dịch rất là ok. Tôi muốn đầu tư thử thì vốn bao nhiêu là được? thì uh, tôi cũng nói chia sẻ với các anh chị rồi đầu tư chứng khoán thì các anh chị nghe đi uh, vài trăm triệu thì nó cũng rất là bình thường thôi mức vốn tầm trung. quan trọng là người ta họ đầu tư ở đây là không phải đầu tư vì giá. chúng ta không đầu tư vì giá mà chúng ta đầu tư vì cơ hội chúng ta tìm thấy cơ hội thì chúng ta nắm bắt đơn giản giản như vậy thôi anh đầu tư nhiều thì anh mua bán được chiều anh đầu tư ít thì anh mua bán ít lại lỗ không bao nhiêu đơn giản như vậy thôi thì anh có thể liên hệ cho bạn support hỗ trợ của mình để bạn ấy có thể là tư vấn thêm cho anh về những cái mốc đầu tư thương vụ nào cũng hỗ trợ hết hay sao chuyên gia đúng rồi thì khi các anh chị giao dịch tại thị trường chứng khoán quốc, quốc tế cùng tài sản đi cao trai thì sẽ có được một bạn hoặc là À, đầu ngũ chuyên gia hỗ trợ cho các anh chị xuyên suốt quá trình đầu tư có nghĩa là các anh chị à, nên do đó nên đầu ngũ à, trai luôn khiến khách các nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi lâu dài tại thị trường để chúng ta có thể nắm à, lợi dụng được một cách bền vững <laughs> à, có rất nhiều câu hỏi các anh chị dành cho tôi hơn 31 câu hỏi thì ở đây thì à, bây giờ cũng sắp đến giờ à, kết thúc buổi học rồi thì các anh chị có thể là À, có những cái câu hỏi riêng như thế nào thì nhắn tin vào hộp thư riêng của tôi đó là 0928 637 658 contact Adam Nguyễn thì tôi sẽ một lát nữa khi có thời gian rảnh tôi sẽ check tin nhắn và tôi hỗ trợ cho các quý anh chị tôi muốn đầu tư ngắn hạn vẫn được đúng không ạ tôi muốn theo xu hướng ngắn hạn thôi để test thử thị trường đầu tư ngắn hạn thì cũng được thôi cũng ok thôi nhưng mà tôi cũng khuyên các anh chị là à, mình nên có những cái tư duy đầu tư trung hạn và dài hạn để chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận hơn còn uh, thanh khoản thì chỉ trong vòng một giây nên các anh chị mua bán như thế nào đều các anh chị đều có uh, đều được mua đi bán lại rất là ok thanh khoản tiền mặt nó vốn 5 ngàn đô có bao lời không ạ vốn 5 ngàn đô có bao lời nha chị uh, <laughs> chị uh, liên hệ uh, bạn tư support hỗ trợ để bạn ấy có thể tư vấn rõ hơn về chính sách cho mình tôi thấy anh ngọc chiến đó là trong ngày 15 tháng 12 nên mua cổ phiếu nào giai đoạn 15 tháng 12 cuối năm thì là một cái giai đoạn tăng trưởng cực kỳ tốt của thị trường chứng khoán mỹ anh có thể đầu tư cả những cổ phiếu uh, blue chip hay là cổ phiếu uh, nhóm tăng trưởng nhóm công nghệ chẳng hạn ví dụ như cổ phiếu boeing này tôi cũng đang tư vấn cổ phiếu boeing đến cuối năm đó là ok hoặc là những mà cổ phiếu như tesla boeing hay là uh, cổ phiếu của thương mại vì các anh chị cũng thấy là những cái tín hiệu tích cực của thị trường để chúng ta có thể hình dung để lựa chọn chúng ta những cái tài sản vô cùng tuyệt vời ở đây chính là thương vụ của phiếu Boeing và thương vụ của phiếu Willis hai thương vụ mà tiềm năng nhất thời điểm hiện tại đối với những nhà đầu tư vốn lớn và nhà đầu tư vốn nhỏ đều có thể nắm bắt đó thì bây giờ là cũng là à, kết thúc một tiếng tôi giảng dạy lớp học tối ngày hôm nay à, thì các quý anh chị nào có câu hỏi thêm thì có thể nhắn tin vào hộp thư riêng của tôi thì tôi cũng kết thúc được lại một cái buổi học nội dung buổi học ngày hôm nay đó là chứng khoán quốc tế năm 2020 và cơ hội đầu tư thế kỷ để các anh chị thấy được rằng thời điểm bây giờ với thời điểm năm 2008 không hề khác nhau đó là một sự đồng điệu khá thú vị để các anh chị có thể đầu tư và trở thành à, à, kiếm thu nhập hộ gia đình cho mình à, vì tôi cũng nói với các anh chị rồi một phần trăm giới siêu giàu trên thế giới hiện tại thì hơn 60 phần trăm bước ra từ cuộc khủng hoảng đại chính năm 2008 thì bây giờ cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 cũng như vậy tại sao chúng ta không đầu tư Quinos? các anh chị có thể đầu tư kiếm lợi nhuận cho mình đúng không ạ thì à, à, bây giờ thì à, các anh chị có thể là đầu tư về cái thương vụ à, cổ phiếu Boeing và cổ phiếu Gilead trong tối ngày hôm nay các anh chị nào đang đầu tư tại thị trường thì tối Hôm nay các anh chị mua ngay cho mình để chúng ta có thể đầu tư kiếm lợi nhuận ngay, chúng ta nhận à, được những cái thu nhập rất là tốt theo chiến lược của tôi. À, sau đây thì tôi xin kết thúc, kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây và hẹn các anh chị à, vào một cái buổi học sắp tới à, khi tôi có lại à, lịch giảng dạy à, hỗ trợ cho mình. À, xin chào các quý anh chị, chúc các quý anh chị một phiên giao dịch thành công.